Anh ở dưới đá đỏ rồi. Đúng chấm. Anh này đúng chấm. Nó phòng trong. Phòng trong làm gì? Ồ. Phòng trong được không đổ ra. Đúng chấm anh này. Bôi mỡ vào đàn không? Bôi mỡ vào. Nó bị hết không có mỡ mà. Khô mà. Đổ. Quấy ít rồi đây. Quấy ít rồi. Đổ thêm dầu vào. Đâu đâu đâu. Cắt mì lưỡi để ăn trước. Ngon anh coi nhỉ, bắt đầu nhìn thấy bắt đầu thích rồi đấy. Mình tí nữa bún một ong vào vàng như lời giờ đã chưa? Ngon nó vàng luôn. Những cái chỗ này là bì không không phải là không không có dầu à, nó mới bì này. Ít mỡ thôi anh, nhiều quá nó khó đâu. Mình dán con lợn này đi. Quá đấy. Tưng. Anh được rồi. Anh này cả lớp da. Ông này cho ông cạnh ra rồi. Dương. Hả? À, quay không? Chân ra bên kia đi. Chân ra bên kia không? Đây thì tao ý thú được không? Thế tao quay mày ra mày làm. Cô cậu gà đường lu. Nó hay gà đường lu, gà không lối thoát. Gà đắp đất phía. Bơ câu là ờ thì đi. Trong đây có phá con được không? Phá nó không chạy được đâu. 3 phút thôi. Chuyện là bài rồi. Chết to. Cái này bây giờ làm cao bổ bị lông đang nhỉ? Cao bổ bị lông. Làm lông nó hở lên. Lông ở đâu? Chân rồi nào. Còn nhỏ. Là cái kim cặp em nốt rồi. Cặp một hai nốt cho nên cặp nhiều cặp nhiều ra. Đây là tác phẩm lần quay của đầu bếp ta. Rồi. Bao giờ mở nhà hàng con mời anh đâu, mời anh là người đầu tiên nhỉ? Anh cũng có vốn em mua đất kìa. Mua đất này anh ạ. Anh ơi anh bày vệ quá. Đây là chai mặt phi. Anh người chưa để đầu bếp đàn chai mặt. Anh khá bằng đây nhỉ. Bóng đi.
cái lỗ coi răm của nó ảo quá. Đây. Mày lau không? Đi đâu? Lau là mày, lau là mày thích không? Đâu mày cái gì lau là mày thích không? Lau cần. Nào đít cho lớn nữa này bao giờ? Vì rất được việc. Anh hết bôi mỡ lên rồi lại lau mỡ còn cho lớn. Sai mình bôi vào rồi lại bảo mình lau bỏ đi. Chị là hơi lon còn. Đạt để biết lời chị. Lấy cái là bảo là. Trời ơi, che mà to cậu đi mà đục đít nó. Đít đi có lớn là bé bằng ngón tay cái mà nó cho cái chế mà tay vào. Rồi đi. Gãy rồi rồi. Gãy rồi nó. Gãy rồi. Gãy á. Gãy thì lúc nãy mang gà. Em cẩn thận không mà nó sập xuống cái là lượng chị hè nó bỏ lượng. Giờ cây lên để đỡ phải nào. Em được quay ra đây, em quay. Em quay không được, quay. Để làm chị vẫn quay được, nó vẫn quay được. Quay mà gãy từ đầu rồi. Đang buộc cái nôi. Mong buộc cái nôi rồi lượn ngã. Cũng bây giờ lượn còn rơi vào cái đất rồi. Khục xuống dưới nó gãy nó khục xuống dưới. Chị là bị ngót nữa. Cho bé quấn cái chỗ này vào đây không được ăn thôi gì cho nó khỏi gục ở trên này tí nữa là gục nó khô mà nó ngót ra mà hiểu không ra gì vậy cứ lô chạy đi nhìn đâu ảo vậy đó nhìn đâu trên ấy nhìn để em từ nay trong một hai lỗ thôi trong nhiều là nói đấy chảy nước. Chấm nhiều để cho nó xẹp, mày thì anh châm nó xẹp ngay nào. Tí nó chảy đầy nước à. Nhìn nó bắt đầu căng. Đói, gạt sát trong đầu rồi. Gục cái tre rồi. Đẹp cò ơi, nó đẹp cò. Để ra tìm cách chữa tre không thì lại bất to cho lợn. Ơ, cuốn cái gì? Ướt vào cái tre ý. Không được. Tại anh cầm kia anh em quay. Đây. Chụp chặt. Nối. Nó gục ở chỗ nào? Đít một lần. Chưa đít lần. Sự cố rồi. Đó. Rồi, không được.